Công nghệ mới Hoàng Tùng xin trân trọng giới thiệu. Bộ thiết bị làm bánh dày, bao gồm máy vo gạo, máy xay xôi, tủ hấp xôi, máy tạo hình bánh dày và máy cắt bánh dày chay. Ngoài ra còn có thể có thêm máy xào nhân đậu xanh. Sử dụng máy vo gạo giúp làm sạch gạo với khối lượng lớn từ 10 cho tới 100kg mỗi lần. Với tốc độ làm sạch nhanh giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Sau khi gạo được làm sạch, chúng ta sẽ tiến hành hấp bằng tủ hấp Trang He, là thương hiệu tủ hấp uy tín nhiều năm với chất lượng tủ đảm bảo. Thời gian lên nhiệt nhanh, độ bảo ôn rất tốt, đồng thời giá thành phù hợp và tương xứng với chất lượng ổn định cũng chính là một điểm cộng dành cho dòng tủ hấp xôi, nấu cơm của Trang He. Tủ cũng rất đa dạng về số lượng khay hấp, 6 khay, 8 khay, 10 khay, 12 khay hoặc 24 khay với mỗi khay có thể hấp, nấu được từ 3 đến 5kg gạo. Ngoài ra tủ cũng có thể nấu, hấp rất đa dạng các loại thực phẩm khác. Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng máy xay xôi để xay ra bánh dày. Sử dụng motor lõi đồng công suất từ 1,1 cho tới 3kW nên máy chạy khỏe và xay nhuyễn giúp bột căng mịn và đều đẹp. Bên cạnh đó cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Máy cắt bánh dày chay liên hoàn chính là trợ thủ đắc lực để làm bánh dày chay với số lượng lớn với khả năng cắt bột liên tục với tốc độ nhanh và độ chính xác cao. Thiết kế máy nhỏ gọn và sử dụng đơn giản nên công việc của người dùng đó là chỉ cần đưa bột vào và đỡ bánh dày làm ra. Bất kỳ ai cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Cuối cùng là máy làm bánh dày tự động hay máy tạo hình bánh dày. Có thể làm được bánh dày chay hoặc bánh dày nhân đậu xanh. Với khả năng tạo hình chiếc bánh dày thành dạng tròn hoặc dạng múi, có thể hoạt động liên tục thích hợp trong sản xuất, có thể thay thế được nhiều nhân công bởi chỉ cần một người vận hành và thao tác rất đơn giản. Không những thế, bánh dày được tạo hình với tốc độ nhanh và độ đồng đều, chính xác cao. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần tư vấn thêm về thiết bị làm bánh dày, hãy liên hệ với chúng tôi qua các số điện thoại hotline hoặc qua các kênh thông tin của Công nghệ mới Hoàng Tùng để được hỗ trợ nhanh nhất.